Con là Việt Bắc, năm nay con 6 tuổi. Hiện con đang bị F0 và đang phải cách ly ở trên phòng thờ của gia đình. Hôm nay là ngày đầu tiên con cách ly và sống tách biệt với bố mẹ và anh chị. Nhưng con không sợ đâu. Con vẫn tự ăn, tự chơi và làm những việc cá nhân của con. Bố mẹ thương con lắm, nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho con. Mẹ thường xuyên lên chăm sóc con. Nhưng con sợ lây bệnh sang cho mẹ nên con tự làm một mình. Giờ chỉ có mình con với căn nhà mà thôi.
thương, xá, kim, luân, chân, núi. Một hôm thấy thứ 8. Mình sống tự lập một mình, cách ly vì Covid. Ngày nào mình cũng được mẹ cho rất nhiều đồ ăn ngon. Các bạn ơi, nếu các bạn cũng bị Covid như mình thì các bạn đừng sợ nhé. Vì mình vẫn cảm thấy rất khỏe mạnh. Chúng ta chỉ cần ăn thật nhiều và ngủ nhiều thì sẽ nhanh khỏi thôi nhé. Và bố mẹ chúng ta sẽ không phải lo. Các bạn ơi, hôm nay mẹ cho mình đi test lại và mình đã được âm tính rồi nhé. Mình đã hoàn thành 9 ngày ở trên phòng thờ cách ly vì Covid và không được sống cùng với bố mẹ nhé. Chúc tất cả các bạn cũng giống như mình đang bị Covid mau khỏi bệnh và chúng ta sẽ học thật là giỏi nhé. Xin chào các bạn.